Các công ty chứng khoán vừa thông báo khách hàng phải cập nhật căn cước công dân theo luật căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rà soát, xác thực, chuẩn hóa dữ liệu về nhà đầu tư chứng khoán và để đảm bảo tiếp tục sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến. Nếu không cập nhật căn cước thì nhà đầu tư sẽ bị ngừng giao dịch online. Theo quy định mới, các nhà đầu tư phải cập nhật thông tin cá nhân đảm bảo trùng khớp thông tin căn cước công dân tại cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Nếu khách hàng không cập nhật thì kể từ ngày 1 tháng 10, các công ty chứng khoán sẽ tạm thời ngừng dịch vụ giao dịch trực tuyến cho đến khi nhà đầu tư cập nhật thông tin. Khi đó khách hàng chỉ thực hiện được các dịch vụ trực tiếp tại quầy của công ty chứng khoán. Việc cập nhật căn cước công dân có thể được thực hiện theo cả hai hình thức tại quầy giao dịch và trực tuyến. Nếu không làm trực tiếp, nhiều công ty hướng dẫn nhà đầu tư có thể gửi email đã đăng ký hoặc gửi hồ sơ thông qua bưu điện. Hiện nay, một số công ty chứng khoán đã có những ứng dụng online để giúp khách hàng xác thực, cập nhật căn cước công dân nhanh chóng và thuận tiện. Thời gian cập nhật căn cước công dân sẽ tùy thuộc vào từng công ty chứng khoán, có đơn vị đưa ra thời gian trước ngày 31 tháng 8 hoặc trước ngày 1 tháng 10. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 330.000 tài khoản trong tháng 7, gấp 3 lần tháng trước và là tháng có số lượng tài khoản mở mới cao nhất trong vòng 2 năm qua. Tính đến cuối tháng 7, tổng số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt hơn 8,33 triệu tài khoản, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân có hơn 8,11 triệu tài khoản, tương đương khoảng 8% dân số. Vườn hoa thành phố là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thế nhưng hiện nay, khu du lịch này đang rơi vào cảnh bấp bênh, hoạt động cầm chừng do chờ đấu giá cho thuê tài sản, dù thời hạn thuê đất của đơn vị chủ quản là công ty cổ phần dịch vụ đầu tư Đà Lạt còn đến hơn 30 năm. Ông Lê Quang Thanh Liêm, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ đầu tư Đà Lạt cho biết, công ty chính thức hoạt động mô hình cổ phần hóa từ tháng 6 năm 2015, được sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ký hợp đồng cho công ty thuê nhà cửa, vật tư kiến trúc, công trình trên đất thuộc sở hữu nhà nước tại vườn hoa thành phố Đà Lạt để tổ chức kinh doanh, trả tiền thuê hàng năm với giá thuê ổn định tính từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2024. Riêng phần đất, công ty đã thuê còn thời hạn đến năm 2055 với tổng cộng 13 hectare. Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, hầu hết các tài sản công ty đang thuê tại vườn hoa thành phố Đà Lạt gắn liền với khuôn viên thuê đất của công ty cổ phần dịch vụ đầu tư Đà Lạt có thời hạn đến năm 2055. Trong thời gian thuê tài sản tại vườn hoa, công ty đã thanh toán đầy đủ tiền thuê, thực hiện quản lý, bảo vệ tài sản, sử dụng tài sản đúng mục đích được thuê. Cuối năm 2023, Sở Tài chính Lâm Đồng đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh cho công ty gia hạn thời gian thuê tài sản tại vườn hoa thành phố và tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương này, nhưng sau đó đổi ý, thu hồi lại chủ trương và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt nghiên cứu xây dựng phương án đấu giá cho thuê. Mấy năm qua, vườn hoa thành phố được công ty đầu tư mới, nâng cấp với giá trị gần 24 tỷ đồng và nhiều tài sản, vật tư kiến trúc khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại đây. Bên cạnh đó, nằm trong mô hình phát triển kinh tế ban đêm, vườn hoa thành phố cũng đã đưa vào hoạt động thí điểm khu ẩm thực đêm vào cuối năm 2023. Tổng mức đầu tư của công ty và các hộ dân kinh doanh cho mô hình này là hơn 20 tỷ đồng. Đối với vườn hoa thành phố thì để lấy hiện nay là công ty, trước đây là công ty thực hiện cái việc mà thuê đất và thuê tài sản nhà nước trên vườn hoa. Năm 2024 vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì việc mà thuê tài sản của nhà nước là hết hạn. Sau đó thì công ty có văn bản trình xin là tiếp tục sử dụng để hoạt động tung trong hoạt động của khu du lịch vườn hoa thành phố. Tuy nhiên qua thì tỉnh có văn bản thu hồi và sẽ tổ chức đấu giá tài sản nhà nước ở vườn hoa thành phố. Tiếp tục thì công ty có văn bản là xin duy trì hoạt động của vườn hoa thành phố trong thời gian nhà nước chờ nhà nước đấu giá tài sản nhà nước ở tại vườn hoa. Và đến nay thì công ty cũng chưa được giải quyết cái việc này nên cũng tạo một số khó khăn trong hoạt động chung của công ty. Ông Lê Quang Thanh Liêm cho biết theo thông báo của Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt, do đã hết hợp đồng thuê tài sản nên vườn hoa phải ngưng hoạt động từ tháng 7 năm 2024. Việc vườn hoa phải ngưng hoạt động và chờ xây dựng phương án đấu giá cho thuê tài sản sẽ gây nhiều khó khăn cho công ty, mà trước hết là ảnh hưởng lớn đến hơn 60 lao động tại đây. Sau đó là ảnh hưởng đến việc bảo quản tài sản, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cũng như gây thiệt hại cho bà con và công ty ở khu ẩm thực đêm. Không chỉ vậy, điều này còn ảnh hưởng đến vấn đề du lịch của địa phương. Liên quan vấn đề này, ngày 12 tháng 8,
Sở Tài chính đã chủ trì họp với các sở ngành liên quan và công ty và thống nhất sẽ báo cáo Ủy ban dân tỉnh tổ chức cuộc họp giải quyết việc có cho công ty gia hạn thời gian thuê tài sản hay tạm quản lý sử dụng vườn hoa thành phố trong thời gian chờ đấu giá hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Bây giờ anh đứng im làm việc hay không? Anh đứng im đây, anh đứng im đây làm việc. Đứng không nổi ha? Rồi, đứng không nổi đúng không? Đứng không nổi thì ngồi xuống rồi em. Đứng không nổi thì ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Đây đây. Trình bày với tổ công tác, cho biết chỉ uống có nửa ly, nhưng người đàn ông này có vẻ không còn tỉnh táo lắm khi nói rằng bản thân đứng không nổi và cũng không biết đường về nhà. Tối 11 tháng 8 năm 2024, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh lập chốt ở giao lộ Tôn Ngọc Vân, Gò Dưa, phường Tam Bình, kết hợp tuần tra linh động vào tận hẻm kiểm soát xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. 20 giờ 40 cùng ngày, tổ công tác tuần tra trên các đường Tô Ngọc Vân, Gò Dưa, Ngô Chí Quốc, tỉnh lộ 43, thành phố Thủ Đức, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung. Hơn 21 giờ, tổ công tác tuần tra trên tỉnh lộ 43 thì phát hiện người đàn ông lớn tuổi chạy xe máy lạng choạng, tốc độ lúc nhanh lúc chậm bất thường nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Người đàn ông này không xuất trình được căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và cho hay năm nay 51 tuổi ở quận Bình Thạnh. Cảnh sát giao thông yêu cầu ông kiểm tra nồng độ cồn nhưng người đàn ông liên tục đẩy cảnh sát giao thông ra, không chấp hành hiệu lệnh với lý do ông vừa xuất viện, không thể kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó, ông có dấu hiệu bị mất phương hướng, đứng không vững, nói lung tung, toàn thân toát ra mùi bia rượu cực đồng và cho hay không biết đường về nhà. Em hỏi anh lần cuối cùng anh chấp hành kiểm tra nồng độ cồn hay không? Anh ơi. Không. Anh ơi. Không. Anh kiểm tra nồng độ cồn giùm em đấy. Bây giờ anh chấp hành. Anh không chấp hành đúng không? Đúng. Anh không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Nếu bây giờ vậy nha. Bây giờ hỏi anh là anh chấp hành kiểm tra nồng độ cồn hay không thôi. Ở đây chỉ có hỏi nha. Không thổi sự phạt mức cao nhất nha anh trai. Bây giờ anh đứng im làm việc hay không? Anh đứng im đây. Anh đứng im đây làm việc. Đứng không nổi ha. Rồi đứng không nổi đúng không? Đứng không nổi thì ngồi xuống rồi em. Đứng không nổi thì ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Đây đây. Xuống đây ngồi. Ngồi xuống đây. Đứng không nổi thì ngồi xuống đi làm việc. Anh không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đúng không? Trường hợp là không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn nha. Ok là sao? Ok là không thổi hay là chấp hành hay là không? Rồi kiểm tra nồng độ cồn hay không? Không đúng không? Không có điều gì vậy? Anh uống mấy chai bia rồi. Dù được cảnh sát giao thông giải thích, khuyên can, người vi phạm thừa nhận đã uống rượu bia nhưng vẫn không chấp hành thổi nồng độ cồn, còn cự cãi lớn tiếng với tổ công tác. Uống có nửa ly. Nửa ly thì bây giờ anh kiểm tra. Anh uống bao nhiêu thì không biết nhưng mà kiểm tra không chấp hành nửa ly là sao? Trong một giờ đồng hồ, phóng viên báo Thanh Niên ghi nhận tổ cảnh sát giao thông xử lý 15 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Theo quy định, người lái xe máy nếu nồng độ trong máu chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở thì bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Vượt quá 0,25 đến 0,4mg trên 1 lít khí thở thì bị phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 đến 18 tháng. Trên 0,4mg trên 1 lít khí thở thì phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng.